mở xe của em luôn chị. Cái xe đó bông giả thì ngày chị hai có cắm nè. Cắm bình bữa Tết nó còn. Gọn gọn chứ không không bự không ngon nhỏ. Hàng đây cũng ngon, thì chữ hàng đây cũng ngon. Nên phòng này của bà ngoại đó, bà ngoại đi Nam ở. Nhưng bà ngoại gì nữa? Nó chọn nè, nó chọn màng, chọn đồ mà mỗi lần chọn là còn phải lên phay tham để bà ngoại con nào ngoại thích hơn. Gạch là dán hết nè. Chụp hình mỗi lần phải đọc hết ra chị. Mà nó không có dư, mình đâu là người ta mình dư đó. Đều không mở cửa đó, tại mấy ngày Tết về nó mở cửa, nó cái gió thì bụi nó phải lao chùa hoài, còn không nó thường ngày thường nó cũng đóng cửa, nó ở làm sao nhờ em nói với chị. Mở đó là mình lao dữ lắm, chứ sao này lao hoài nó cũng đuối đuối rồi. Dọn cái thớt ha. Dạ.